Chào cả nhà nhé. Hôm nay tiếp cái cảnh chia sẻ cho anh em một cái mít mật lùn lực khủng, tay cảnh rất là đẹp. Để dễ được. Này vành gốc là 270, cách mét là 24, cái đường kính 80, còn thoát 2 mét, chia hai cảnh đẹp lắm. Tuyệt vời. Đấy. Cái này về trồng những nhà biệt thự anh nhá. Quá đẹp. Cắt đi, cắt gọn đi. Thân nó sạch sẽ, cây này nó tuy là cho nó già nhưng mà nó có lỗi gì đâu. Mỡ vẫn mỡ. Không có một lỗi gì thì vết nhá. Cái bên này là bầu đó. Đất nó không có bầu này. Đánh bầu sâu dưới này. Thân nuột như này thì đỏ âu, âu xì cau. Cái này gia đình báo dáng rất là cao nhá. Anh là yêu thích thì cùng tiệp cái cảnh nghiên cứu. Ngan này ngan ta nhỉ, không có tăng trọng riêng gì đâu nhỉ. Không. Vịt có vịt đâu. Con... ngan này có bán không? Hả? Có bán ra hay chỉ để ăn thôi? Ăn thôi, có bán đâu. Bán mua đôi. Ngan này ngan sạch nên ăn mới sướng. Vịt. Đây nhá, để mình lấy quay đồ ao nhá. Đó rồi anh. Đẹp quá. Rồi, ok. Ui. Nhìn cái mít này mê luôn. Cái mặt